Rồi gọi điện luôn này. Không có tiền rồi. Mẹ. Cái gì? Bảo Ninh nó gọi cho. Chờ nó nghe mình nháy nó thôi. Gọi đi vẫn được. Xin gọi đi 0981 540 798 đánh nhanh. Lên hai. Ok chào em nhá. Ok gọi nghe tiếng alo. Thì anh đang ở, em đang ở trong sân Đức Diễn này. Sân bóng chuyền ấy, gần bể bơi ấy. Dạ, số ai đấy ạ? Ở chỗ này là bao nhiêu phụ diễn nhỉ? Bao nhiêu? Ở chỗ này là chỗ nào Đức Diễn nhỉ? Ông nhỉ? Cứ bảo là sân bóng Đức Diễn. 7 năm à? 7 năm Đức Diễn. Vâng. 7 năm Đức Diễn thủ diễn. 7 năm Đức Diễn thủ diễn. Tốt. 7 năm Đức Diễn. Đang ở đấy à? Có nhá. Rồi ok ra xem hàng đúng không? Xem hàng đúng thì mình nhận đúng không? Rồi ok. Quên nếu bảo nó gọi số này không, mẹ téo này gọi số này không? Đây là trận chung kết nhá. Thôi không cần. Xem này là ổn chưa anh em? Anh em vào xem cái này vuông như này là ổn chưa? Anh em nay chia sẻ trận này là trận chung kết nha. Tôi biết trời, ông phải gọi khỏe. Đâu ạ? Gái. Chả con vợ khổ. Phải ạ. Con nào vào đây? Vào. Chán. Vào. Nó gọi phải vào. Hết thì thôi. Bởi cái mình nó hỏi đi số 2 được. Alo, bà bảo rồi cái đấy đang này. Bởi vì anh gọi là nghe rồi, gọi lại cho nó rồi. Khổ quá cái đấy không phải dặn nhá. Khắc giờ cứ tèo nó khắc gọi. Được. Kìa. Đây vừa số 2 bạn số 2 đi giết rồi. Chị đấy nghe được lại nghe được chú nói rồi chị đấy thì chú chết. Đập giận. Vợ con phải mắng được. Trận này trận chung kết anh em nay chia sẻ cho anh em cùng xem nào. Xong trận này là em xách ba lô em về Bắc Ninh đây ạ. Bây giờ không biết về mai. Đích bò về rồi. Đây cái đội của chú. Của chú gì nhỉ? Tuấn á. Đau ruột người đấy ạ. Nhiều quá. Xét cho anh em cùng xem nhá. Hôm nay chuyên 2 mà. Chuyên 2 là thằng Gu Ni. Thằng Ni gì? Thằng Ni 16 tuổi. Thằng này nó ở ngõ ở chú. Thằng cao cao. Thằng con. Đánh 3 set chứ à? 2 set 25, 1 set 15. Đi. Thằng mặc bộ nét đen à? À xanh cao cao cái gáy á. Nó đang tập ở chuyển trẻ. Thằng đấy đang tập chuyển trẻ. Đấy mà nhìn nhận dáng đấy mà. Người trong đấy cũng cân. Bóng ngoài sân.
Điểm cho Đương Dịp bảy đều. Chào Trương Đương, anh em vào xem rất nhanh. Lúc ở trận chung kết có khác. Mới nay được mấy phút và đã gần 200 mắt rồi. Ui. Đấy mà vẫn này để anh ra khỏi đây nhỉ. Anh ấy toàn bắt thẳng hay không bắt chéo. Tiền 87. Sao củ nạ này lại không đi được đi bám nhỉ? Do ông kia vào bám nhỉ? Trong giải đấu này là giải đấu 4 người. Mỗi đội sẽ được đăng ký 6 thành viên. Và 6 thành viên đó được thay nhau thoải mái mà không cần bái với trọng tài. Ôi ôi, chỉ quá, anh em nào chia sẻ với anh em cùng xem này. Trận chung kết nhá. Đem anh Huy Con gặp đem anh Vân Thịnh bên kia nhá. Ok nhá. Ok nhá. Ở ngoài rồi. Đáng tiếc. Tưởng bóng đã đi ra ngoài đất rồi. Điểm cho Vân Thịnh 8-9. Ôi ôi, hay quá kìa. Thủ được làm gì được không? Quá hay. Thủ được mà đóng lại càng hay. Thủ đẹp đóng lại càng hay. Ban Hiệp là chủ công bên 2. Có những ta tấn công về 8 như về Đương Duyên 18-10. Bên này ta bóng cả bóng tay vì cậy bóng tay cho mình. Ui dồi ôi, vẫn là chúng ta phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của vận động viên Huy Quang. Ăn thì xét chính điểm về 18. Tốt đấy. Má rất có chiêu anh em ạ. Đây trận chung kết nhá. Ôi, cứ để đấy. Tốt, tốt. Quả nữa đây, quả nữa đây. Cái gì bao nhiêu nhỉ? 7 năm phải không? 7 năm được diễn nhỉ? Đỏ đấy đi ra chỗ khác đi. Em cho bạn Đức già. Đức già nào anh? Trận đấu được tiếp tục. Vẫn là Huy Con phát bóng. Vẫn là Huy Con phát bóng. Ui trận bóng hẹp rồi. Điểm cho Vân Vị 9-12. Đang trận chung kết anh em nhá. Đây là một trận đấu rất ngang sức ngang tài. Nếu đội nào có mồm to chị Nhung có mồm to. Có phải Nhung ở đây đâu. Không phải em ơi. Huỳnh Lý Huỳnh. Nói gọi. Alo. Vững bóng trên công. Bóng trên công. Vâng. Bóng bên này trên công. Cháu ở chỗ 7 năm Đức Diễn bác ạ. Chỗ ngõ 7 năm Đức Diễn. Ngõ 7 năm Đức Diễn. À, đây phải sau bến xe Mỹ Đình không ạ? Thế không phải trong Đức Diễn trong ở trong Đức Diễn không phải trong Mỹ Đình đâu ạ. Đức Diễn là Đức Diễn. Hỏi bằng cái hồ Xiêm. Vâng, 75 Đức Diễn nhá. Vâng vâng 75 Đức Diễn ạ. Vâng ạ. Bạn ạ. Điểm cho đơn vị 11-13. Tiết kiệm đấy. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Đây là phát bóng đi ra ngoài rồi. Rất đáng tiếc. Điểm cho chủ nhà 14-11. Chết rồi. Hay thật.
người dân đi về 2 người lớn. Đội nhân về đã tung 246 hôm nay anh em cố lên 300 mắt đây. Trận này cực kỳ hay anh em ạ. Đi đâu? Quay đây không chạy đi đâu được rồi. Để đơn phương chịu thử. Chị giao xe 3 chính ạ. 1 sau này đánh 3 nhanh nhá. 3 chung á. Quan trọng là ăn cái xét thôi. Đá bóng không thành công. Điểm cho chủ nhà 15-13. Hay quá anh ơi, ok, cảm ơn em. Phục vụ bà con. Cô gì chú bác? Hai điểm trước, đội lẽ tôi giành chiến thắng. Không biết nào để mở ra gần từ. Huy Quang phát bóng. Mình ăn thẻ nhưng mà mình muốn mở thẻ mà chả biết nó mở thế nào. Điểm 15-14. 14-15 cho đội Hương Vị. Này gọi rồi. Đánh như này như anh. Là gì đấy? Thì số. Hả? Đất sát vào. Đích về rồi. Vâng. Anh về lâu rồi. Điểm 15 đâu. Hả? Đức Diễn sẽ để hạn chế những pha sang bóng từ bước 2. Chú bây giờ nổi tiếng rồi, hơn 200 người xem rồi đó, ok anh. Cảm ơn anh đã thương nhá. Em cũng bình thường thôi anh ơi. Hơn 200 người xem anh em vào xem bóng này chính em quan trọng gì. Anh nhìn thấy cái gì đấy? Hả? Trong trận đấu này thì đội bóng giành nhất cũng đều xứng đáng. Cái đéo để cho rất mạnh, đánh rất hay. Đây là điểm 17-16 nhưng về Đức Diễn. Sao nó không nhận lên dòng cái than của cái thinh này nhỉ? Bực chết nhỉ? Phát bóng ra ngoài liền. Ngoài. Điểm 17-17. Hay chưa? Bóng bóng rất tốt, 18-18. Quá hay. Bóng như tổ trận Thái Liên. Ngon rồi đấy. Quá hay luôn. Là việc tập hợp. Chị nhạo cái trọng tài đấy. Chính là những pha phát bóng rất khó chịu của Huy Quang. Anh có những pha phát bóng rất mạnh lực. Hai bước anh đôi giày hôm mà bọn anh bảo anh bảo đi tìm mới được, thấy chưa? Cái gì? Bảo cái đôi giày hôm mà em lên tìm mới thấy chưa? Thấy rồi. Anh Đức không phải ra lấy à? Làm ra nè. Em đánh cả ngày. Em like cả ngày em cũng kêu anh. Chết rồi. 20-18. Tên rất hay. Cầu thủ thủ tên của đội chủ nhà đã có pha xử lý bóng rất tuyệt vời. Thank you.
19-20 và phát bóng từ phần ra lưới của Duy Công rất sáng thức. Đội Đức Diễn là một đội bóng chơi tại sân sở tại tiền thân là cầu thủ là libero. Anh tiền thân là một libero, tuy nhiên anh có khả năng tấn công biên hai rất xuất sắc. Cánh tay của anh như có một vòng bi ở cánh khớp vai. Hay thật chưa? Quá hay. 22-19. Anh có một 22-19 nghiêng về rồi anh Duy Quang. Trong đội bóng bên kia đi chết. Tốt đấy. Ba quả nữa thôi, ba quả nữa thôi. Vâng, phát bóng đi một lần. Hơi xả. Nghiêm rồi. 22-22. Ui giời. Kinh thật. Quá hay. Rất kéo. Điểm 2-3 thôi. Rất kéo. 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 Rất điểm 24-20 thôi, chỉ còn một điểm nữa thôi là đội tuyển chủ nhà sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngôi sân bóng đầu tiên. Vẫn là Huy Văn. Ui dồi, tẩy quá. Ui dồi. Hai cầu thủ của bóng rơi từ đây điểm cho nhân vị 2m. Cái thằng này ngon này này. Trận đầu anh không bắt đầu xem với chị ngay ấy. Ông đang bảo người bắt nên gì? Bắt tôi. Tên là gì? Cộng cộng đồng. Điểm 1-0 cho đội chủ nhà Đức Diễn. Có thể là một vận động viên của tiền thân của vận động viên K2B. Anh có một khả năng chạm bóng rất tốt. Quá dã man. Vận động viên mạnh nhỉ. Bạn này chúng ta phát bóng của Huy Con đang lại một đóng góp rất lớn cho chiến thắng của tất cả các trận đấu. Ba đòn nhỏ rất khó chịu. Phản ánh là một thầy giáo dạy thể dục thể thao trong trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh, nên em có những kỷ niệm cá nhân và chiến thuật. Alo, chú đi đến đâu à? Chú đi đến đâu rồi à? Vâng. Thế đó có gì gọi cho cháu nhà 75 Đức Diễn à? Vâng, gọi cho số này cho chú nhá. Vâng. Điểm 3, 3, 1. Cháu không biết rồi, cháu là người cũng không phải quê ở đây. Nhưng cháu nên đây chơi thôi. Nhưng mà cháu hỏi thì ở đây bảo là 75 Đức Diễn, còn chú hỏi cho cháu. À, chuyến ấy hủy rồi à?
rồi rồi, ok ok ok, đi ra ngoài điểm bố thằng đéo có thằng Vũ Cường. Những pha bóng ấn thì đấy có thể được, nhưng mà những pha bóng đóng hai lớp thì là như trọng tài xử lý. Phạt bóng như được chất. Chào sớm bóng hết ai. Alo, thế mày gửi cho anh cái số điện thoại của cái hai ông kia ship hàng anh ấy. Số điện thoại của ông ship hàng. Quay lại đây số điện thoại ông ship hàng không thì gửi cho anh nghe nhá. Cháu làm gì đâu. Đây trận chung kết nè. Vâng, rất đáng tiếc. Bóng cao nhưng do đã đi vào phần đập của cầu thang lên khán đài nên đội đơn vị đã có thể cứu bóng điểm là 5-2. Đây gọi hôm nay chủ điện thoại này không có sim. 0399 526893 điểm cho đơn vị 3-5. Điện thoại đủ con kém đấy. Trời ơi, chú gọi đi sáng mai. Điện thoại cùi hơi nhiều tiền đấy. Chúng ta tấn công ngay từ bước 2 của đội tuyển chủ nhà. Rất khó chịu. Mà làm mà chú đi, chú đi đâu rồi? Cháu vững mà lấy hàng ở Đức Diễn đây. Cháu lấy hàng Đức Diễn. Vẫn là hơi con. Vâng, lúc nào đến chú gọi số này cho cháu ấy nha, 75 Đức Diễn ạ. Vâng vâng. Đây Đức Diễn 7-3. Tẹo có ngày gọi rồi. Ta ba và tài viên thi đấu rất yên tâm. Chúng tôi có cả trọng tài chính và trọng tài phụ bắt lưới. Các trọng tài cũng đều đã tham gia các giải đấu chuyên nghiệp nên các vận động viên cứ yên tâm. Chào chú Đức nhá. Chào Nghiêm Đình Quyết, chào về chào đồng chí Đỗ Văn Đông. Con đéo biết cả báo thức cả. Điểm là 8-4. Cho mẹ gọi đấy. Đội nhân dự sẽ phải hạn chế những quả phát bóng học và những pha đánh bóng tự mất điểm. Ui. Hơn con này đánh bóng rất hiệu quả. Đặc biệt anh lên mới là có được cháu điểm 58. Đang ở bên Hà Nội ngoài đánh ra ngoài rồi không điểm 68. Chào cả cầu thủ Huy Quan phát bóng nhiều lên sức khỏe cầm tiền đánh cầm tiền đây cho đồ học à. Tấn công cũng không đẹp uy lực như trước đây. Đấy rồi. Đẹp. Mày giống tao. Ờ. 7-8 để chủ nhà thêm hồi ý. Ra ra. Hồi ý nha anh em nhá. Không, tao không có ấy ở đây. Hồi ý rồi. Anh Duân không có số mấy nha bạn nhá. Không có số nha bạn nhá. Đang nghỉ giữa giờ. Mẹ. Giờ hai đội tiếp tục vào thi đấu. Đang ở đâu? Tiếp tục rồi.
đang là 78 nhá, điểm đang là 78 cho đội anh Duân nhá. Đội anh Duân 7 nhá. Cao cái Linh ở bên này. Anh à thằng Kiên về. Thằng Kiên à thằng không còn một cái xe nào đâu. Không về vào hiện tại, vào hiện tại. Anh ơi. Anh đều ra. 8 đều. Điểm 8 đều nha anh em. Hát vào vòng ngoài. Rất tốt mà. Vẫn chưa là ngoài. Tuy nhiên theo là bóng trời thì cách 1 phần vẫn tính ra ngoài. Điểm cho chủ nhà 98. Mẹ cho tiền mẹ bảo là mẹ cho thừa. Đài này có tất cả 8 đội nhá. Hai đội đang vào chung kết. Tem anh Duân Dị và tem anh Huy Còn. Mày có gửi tao gửi về tao bảo đây nha mẹ. Điểm cho sau gọi điện video nó được tiền học chưa đấy. Tiền nộp thì mới có cái tờ giấy đấy. Có cái tờ giấy rồi, một cái tờ giấy bằng anh 5.3. Liên tục đầy và hơn 1 điểm. Ôi. Và tiếp tục rồi. Rồi ôi. Quân năm đó thì mình không đi. Rất nhiều đấy. Để chắc chú những quả phát bóng thì mới có bóng để chắn và đánh thẳng tên. Đồng cách cố gắng tuy nhiên thì đang nhập đá bên thẻ cứu bóng lại được cho đội mình. Điểm cho Vương Thị. Rồi, đây. Vẫn là hai kẻ y của vận động viên Văn 205 này là của vợ chú à? Mê cũng chị vừa nháy này. Vâng, vận động viên Thế đã vào xem rồi. Anh có được khả năng chắn bóng cực kỳ tốt. Chắc đang mệt rồi anh ạ. Không... Alo, ơi. Ơi, vâng cái gì anh vỡ? Đang đợi ra ship rồi đây. Vâng, hai chắn đã bị... Vâng ạ. Nếu ship đến sau gọi điện cho em video để xem cái gì. Rơi xuống xem. Điểm cho Dân Dương 1-1 đây. Cái gì? Rồi, chắn bóng tốt. 12-11. Vâng, lần đầu tiên đội Dân Dương vượt lên điểm số 12-11 rồi anh em. Nếu đội chủ nhà không cố gắng thì đội Dân Dị sẽ thắng ở trong trận đấu này thì sẽ phải vào trận đấu thứ ba. Vẫn là những pha bật chắn của Nam, Nam đánh toàn bật chắn này. Đâu anh xuống đâu mà anh toàn bật chắn này. Điểm chưa? Ăn kìa. Huy Còn thao bóng. Ôi. Rất đáng tiếc. 13-12. Cầu thủ Huy Còn đã đoán đúng điểm bóng, tuy nhiên phòng thủ bóng đã không lên được. Đang đánh bóng tốt thật. Bóng tốt thật. Hơi thiếu chiều cao so với tầm đánh của. Phải nha, phát bóng này anh gà nhá. 14-12 nghiêng về tem anh Duân Dị. Như quan sát của chúng tôi thì đội chủ nhà đã phải thay chuyền 2, có lẽ thì Nguyễn Văn Thế chuyền 2 chính đã bị đau chân. Cứ như đẹp chắn khét nẹt quá khét luôn ạ. À.
đội bóng chuyên đội chưa về, may quá tẹo về cùng đội đấy, về cùng bị sún vậy. Ui hoa mắt quá. Bị sún lúc đấy à? Đánh ngoại rồi, bóng chuyên đội lại rồi. Hôm nay hai đội vào tiếp tục thi đấu. Quần áo xanh mua ở đâu giúp anh Vững ơi? Quần áo xanh thì gặp anh Duân nhá. Quần áo xanh bên này thì cứ gặp anh Duân nhá. Gặp anh Duân dị ấy. Có lẽ là những điểm bóng như thế này thì rất khó để đánh được qua trận. Vâng, đội chủ nhà đã thay đổi chiến thuật rồi. Chắn này diệt quá hay luôn. Anh Xuân với 10 chắn thì quá là hay luôn, anh Xuân chắn quá kín luôn. Xuân này đã. Bên này ạ. À? Vâng, đang giữa ạ. Tí tan tên anh nhé. Trận này hết rồi, anh lấy được giày chưa anh Quang Hưng ơi? Chắn hay thiệt. Tí tan tên anh, ok anh. Ra làm cái bánh mì em ơi, đói run tay hôm nào đấy. Ra làm bánh mì em đói run tay, ok anh, trận chủ nhà. Điểm lên là 18-12. Cái gì? Ừ. Ơi. Ờ ok. Đậu xanh. Có đây đây. Có cho chú cái số điện thoại này cả. Nếu không chắc chú thì có thể đổi bước diễn lại, lần lại bên kia. Nên trong đời cầu thủ đội dung dị cần hết sức cố gắng. Cái số đấy là số mình chú vừa gọi đúng không? Không biết. Có hai số. Số nào 798 gọi? Với cả 893. 798 là cái số gọi đầu tiên. Cái gì 893 đi. Ông đấy ngoài kia gọi bảng xong gọi thì sao số này rồi lại mẹ gọi số của cái thằng Tùng ở thằng Cường kia bực chật đi. Tụi anh Huy còn với Nam Đông không anh? Có nhá, anh Nam đang đánh nhá. Điểm 19-13. Nhưng mà đổi lên đi. Em là tiền vốn Brazil. Alo, bài làm đâu rồi đây? Điểm 20-13. Lại cầm điện thoại đi xong đéo bảo một khẩu cho xong rồi tí nữa lại cầm ngược quay lại à? Hôm nay là một trận đấu rất ngang sức ngang tài, bên đội nào giành chiến thắng cũng đều rất là xứng đáng. Bóng bà chắn đi ra ngoài rồi. Điểm cho chủ nhà 14-20. Đội chủ nhà muốn có vận động ngược dòng còn rất phụ thuộc rất nhiều vào quả phát bóng của Huy Quang. Tuy nhiên thì anh đã phát bóng đi ra ngoài, có lẽ là đánh từ sáng đến giờ vài trận đấu không thể cũng đã nặng chút đi khá nhiều. Điểm 21-24. Mình nai nốt nha anh em nhá. Tám đều nhá anh em. Vừa nãy là do đã hết KB anh em nhá. Vừa đăng ký lại rồi anh em vào xem nốt nhá. Anh Quang Trưởng ơi, vừa nãy là hết KB anh ạ. Em không để ý. Vậy chứ có đi có việc. Điểm đang 8 đều đang xếp ngoài 5 nhá.
chỉ còn 7 quả nữa thôi. 7 quả nữa anh em cố nốt xem nốt nhá. Cố đai nốt cho anh em. Chắc là đẹp rồi đấy. Xem bây giờ chắc thoải mái rồi đúng không ạ? Ok rồi anh. Mới hết được mấy phút cái anh đã bảo là mờ ngay em biết rồi. Ok đấy em lai nốt cho mấy anh em xem. Vì do máy hết pin. Vì do máy hết pin. Đâu rồi, đăng ở đâu rồi? Không biết đăng nải chỗ nào ở kia. Đang ngồi kia anh ạ. Thằng em chăm quá, ok em nay xong trận này em về Bắc Ninh mà. Em về cùng anh Bình xuống. Anh em xem nốt, cố xem nốt nhá. Nay chia sẻ nốt mấy quả cuối thôi, mấy quả cuối này hay lắm này. 9-8 cho đội Đức Diễn, đánh đến 15. Vào thấy đang có mấy chục ngày xem biết ngay là hỏng rồi. Hàng chắn của hai bên đều làm việc rất tốt. Tuy nhiên có một pha bóng bóng bay vào tay bay ra ngoài. Chê rồi. Ui ôi. Con kia. Bóng lên đây rồi. Không đai chúng tôi rồi. 18. Đông tay bắt phải là đúng rồi. Đánh ở đâu vậy em? Đánh ở sân Đức Diễn anh ơi. 18 rồi nhá. Đang nghiêng về tem anh Huy con thì phạ thầy quá rồi. Trận 2 của đội Diên Dị đã chuyển bóng hơi xa cho chủ công nên anh đã đánh thêm qua đội trắng. Xin hội ý nhá. Quá hay. Ba quả rồi. Có bấm vào nhá, bấm vào nhá. Có bấm vào nhá. Thế à? Đội Đức Diễn nhất rồi. Anh Huy con hôm nay sung quá. Xét xét kinh khủng thật. Xét xét dã man. Bên này chỉ cần xét xét một chút thôi. Cúp ở lại rồi. Vâng, cúp ở lại rồi. Quay quả nét và đẹp em ạ. Em vừa mới hết xong ạ. Hết em thì rảnh em qua đây em chơi thôi. Còn chữ giải thì anh em phải xem anh Lê Bảo Trung ấy. Anh con Huy cố lên, ok anh em. Đây. Xong cái cũ ơi, để ý nhá. 59 anh đang xem thôi, cố xem nốt anh em ạ. Vừa nãy đang xem như đứt dây đàn nên anh em phải cố thôi. Ok anh Huy. Ai muốn giống anh như anh Huy thì cứ gặp mình nhá. Rút được dùng. Xem nốt. Ui dồi ôi. Đấy, ai muốn mà đi giày giống anh Huy gặp mình nhá. Anh Huy mới đấy với mình ấy. Chào đang đốt. Anh em vào xem nốt. 9-11 đánh xếp 15. Hai đội hòa nhau 1-1 bây giờ đánh xếp 15 nhá. Hay quá kìa. Chết rồi. Hay quá. 10-11. Trận này cố đều đều đi anh Duân Dị thắng ngược. Đang 10-11 rồi lại thi nội ý rồi. Chào Đức Huỳnh, chào Quang Thành. Vừa nay nhưng mà đang hết KP nên lại phải na lại. Mày đội mày mình xuống nay nó chưa về ở đây không mình kéo cái biển mày à 9-11 ở 9-11 10-11 ạ. Ở đây thì có rất nhiều khán giả của đội chủ nhà Đức Diễn. Với cái tình trạng mà đánh số quà cưa điểm như thế này thì có lẽ rất nhiều khán giả sau trận này sao đi khám lại tin. Ôi trời sao phải gặp anh chưa toán Ruby. Ai vậy? Không. Khả năng là cúp này đã về bên
hai đội đều thi đấu phấn công rất xuất sắc. Tuy nhiên đội nào Hà Lan cúp này sẽ về bên anh Huy rồi, chỉ còn mấy điểm nữa thôi, anh em cố xem nốt ạ. Thằng này bây giờ nó mới vào, từ sáng nó mới vào. Ôi trời ơi, hay quá cả, hay quá cả. Ôi, bóng nước ngoài kìa. Mày một đều. Quá hay, thằng cùng bên thể dục thể thao thủ quá hay. Cháu chào bác hội nha. Nào anh Huy làm gì đây? Thua lại rồi. Chưa biết đâu, vẫn còn trong tay anh Huy con mà, có bàn tay ma thuật thì làm nên mọi thứ. Ui dồi. Trong sân. Tiếc chả xem được hết. Đặt một phát vào đây thì thôi chú vững. Hôm nay cầm thôi làm nào, phục vụ anh em hết mình. Hay đấy. Muốn ta bóng cứ thêm một điểm để là đè thế này. Đang 12 đều. 12 đều. Anh Gà đang phát bóng. Chưa bạn ơi, đang 12 đều nhá. Giật nưới đấy, vào tay anh ấy rồi. Và một chút tay rồi. Trọng tài bắt ra rất chính xác. Trọng tài của chúng tôi rất là công minh. 13-12. Nếu anh Huy con làm được gì quả này không? Ui dồi ôi. 13 đều. Rất hay. 13 đều. Quá hay. Xem đội điểm 22 cách 2 điểm không ai phải đều nhau. Việt Nam cái đội gì mà 25-2 thôi ạ. 14-13. Ninh Lợn làm phép cho thầy anh thắng đi. 14-13 Ninh Lợn làm phép cho thầy anh thắng đi. Chuyên vào chuyên vào thế. Cả hai Linh nhé. Ok. Một quả nữa thôi. Bên đối diện xin hội ý. Đội chủ nhà sẽ ok anh em, chỉ có một quả nữa thôi. Win. Anh em bảo thể thao win, anh em nói win cái nào. Win đi hay là để đội Đức Diễn cắt điểm số này để đều này dẫn nhau đến tỷ số khác nào. Chào anh Của nhá. Anh Huy xong rồi. Anh Huy hôm nay đánh là quá hay rồi. Đây là một trận đấu bật ngược hay sao? Vâng, thua 1-0 giờ đang bật, nếu mà ăn quả này là thành 2-1 ạ. Quả cuối cùng 14-13. Nào làm gì đây. Mười bốn đều. Duân đánh cho đội Duân Dị nhá. Ông xin mời vừa xem lại kìa. Đâu không phải. Thế để ông ấy kia sao ông đứng vào đây ông ấy xem. Con kìa. Làm gì đây? Con kìa. Ôi. 15-14 cho FC Duân Dị. Chào mỏ nha. Em ra đây là làm vùng đấy. Dịp nào em ra đây nhá. Ôi làm gì đây? Thôi thòng thôi, hết rồi. Làm gì đây? Làm gì đâu ơi.
chúc mừng đội thể dục thể thao FC Giòn Thị nhá.